tôi làm hại ai thì các bạn chưa có bằng chứng chứng cớ. Tôi đi tù, tôi chưa từng đi tù. Tôi có tội, tôi chưa từng có tội. Đảng và nhà nước cho tôi ăn học trường sĩ quan, trường đại học Quang Hải, đấy là sự thật. Đảng và nhà nước chưa từng kết án kết tội tôi, đấy là sự thật. Tôi hại ai, bịp ai, lừa đảo ai, chưa từng có. Nhưng tôi giúp đỡ ai thì nhìn lại Mika Mi Đá, nhìn lại bao nhiêu bạn cai nghiện từ tôi, nhìn lại bao nhiêu kẻ phạm pháp đã vào tù vì tôi. Bây giờ các bạn hỏi tôi nhiều đúng không? Tôi hỏi lại các bạn một câu nhá. Vì sao một học viên sĩ quan như tôi, một người có trình độ đại học như tôi mà lại bị mạng xã hội nó đánh đồng với những thằng đi tù ra, những kẻ gọi là bần cùng của xã hội, những thằng rẻ rách nhất ở cái đất nước này, toàn những thằng ít học, tù tội. Vì sao? Vì sao một thằng trình độ đại học như tôi, học viên sĩ quan tôi lại bị cả mạng xã hội nó đánh đồng như vậy với những thành phần ít học và tù tội? Vì sao? Nhắc lại với những các bạn trẻ một câu này, tôi hỏi các bạn một câu rằng, vì sao một người có trình độ đại học như tôi, một học viên sĩ quan như tôi lại bị cả một đất nước này đánh đồng với những thành phần đáy ở xã hội như là tù tội hoặc là ít học ở trên không gian mạng này? Vì sao? Đừng nhắc đến ma túy. Người nghiện nỗi là do người nghiện không đủ bản lĩnh đứng trước ma túy. Và cái nỗi thứ hai là do cơ quan chức năng và cộng đồng toàn dân không phòng tránh được để nên nổi vào các cơ sở, các địa phương. Bởi vì Covid là một con vi khuẩn, vi trùng, virus chúng ta còn kiểm soát được thì hà cớ làm sao không kiểm soát được. Và mạng xã hội này, mạng xã hội Việt Nam này, bao nhiêu người biết tôi từng dùng? Tôi nghĩ là rất ít, gần như là không có. Thế nên là câu hỏi đặt ra là vì sao một học viên sĩ quan như tôi, một người có trình độ đại học như tôi, đứng trước không gian mạng Việt Nam lại bị đánh đồng với những kẻ ít học, những thành phần tù tội, giang hồ của xã hội? Phải chăng là chúng ta, chính các bạn là những người dùng xã hội phép à? Không. Tôi là một học viên sĩ quan, trường sĩ quan tăng giáp, km 26, quốc lộ 2B, đường đi Tam Đảo, đấy là điều không thể chối cãi. Tôi trình độ đại học, tốt nghiệp đại học Quảng Hải, khoa thiết kế thân vỏ tàu thủy, 50 DS3, là điều không thể chối cãi. Nhưng vì sao trên không gian mạng này các bạn lại đánh đồng tôi với những thành phần ít học, huấn hoa hồng, thần quạt, khá bảnh, khánh sờ cai, nong chín ngon, vẫn thành phần tù tội, hải bánh, trường con? Phải chăng là vì sao? Vì cái suy nghĩ ích kỷ của các bạn. Các bạn chỉ nhìn vào cái điểm yếu của người ta thôi, các bạn phán xét thôi. Các bạn nhìn lại đi, thế hệ trẻ Việt Nam, khi tôi bằng tuổi các bạn, tôi đang cầm súng canh giữ bầu trời tổ quốc này, các bạn làm gì? Chỉ biết ngồi đó bình luận những điều xấu xa. Tôi buồn. Nếu như không phải lý do là vì cái sự ích kỷ của các bạn, vì cái sự quên đi cái giá trị của con người khác, các bạn chỉ nhìn điểm yếu của họ đấy, thì lý do thứ hai là vì sao? Vì bố mày cố tình ấy, bố mày cúi xuống để chơi với cái bọn dưới đáy xã hội đấy, để đi vào chúng nó và để rồi nôi chúng nó vào tù ấy. Vì sao một người có trình độ đại học như tôi, một học viên sĩ quan như tôi, có gia đình đầy đủ, nhà cửa như tôi, lại bị các bạn đánh đồng với những kẻ giang hồ tù tội hay là ít học ở cái xã hội mạng này, Việt Nam này? Vì sao ạ? Phải chăng là vì sự ích kỷ của các bạn? Các bạn chỉ nhìn vào những cái điểm yếu của người khác, các bạn quy kết. Các bạn bảo tôi là thằng bịp bợm, tôi bịp ai? Tôi lừa đảo ai? Các bạn bảo tôi là thằng nghiện, tôi mua ai? Và tôi tiếp với ai? Các bạn đều không biết. Các bạn không biết nhưng các bạn sẵn sàng kết tội luôn. Đấy là do đâu? Là do cái sự ích kỷ và ở cái xã hội chủ nghĩa phán xét. Tôi làm hại ai thì các bạn chưa có bằng chứng chứng cớ. Tôi đi tù, tôi chưa từng đi tù. Tôi có tội, tôi chưa từng có tội. Đảng và nhà nước cho tôi ăn học trường sĩ quan, trường đại học Quang Hải, đấy là sự thật. Đảng và nhà nước chưa từng kết án kết tội tôi, đấy là sự thật.
Tôi hại ai, bịp ai, lừa đảo ai? Chưa từng có. Nhưng tôi giúp đỡ ai thì nhìn lại Mika Mida, nhìn lại bao nhiêu bạn cai nghiện từ tôi, nhìn lại bao nhiêu kẻ phạm pháp đã được vào tù vì tôi. Tôi hỏi các bạn trẻ này, tôi học viên sĩ quan, trình độ học, sao các bạn lại đánh đồng tôi với những kẻ đáy xã hội, với thằng ít học và tù tội? Phải chăng là các bạn quá ích kỷ? Cuộc đời này mình không thể giúp được ai thì cũng đừng làm hại ai. Tôi không ảnh hưởng đến các bạn cũng đừng ảnh hưởng đến tôi. Nhớ một điều như thế. Tôi giúp ai, tôi hại ai, tôi phạm pháp hay không, Đảng và Nhà nước chưa từng kết tội tôi. Đảng và Nhà nước cho tôi ăn học, đào tạo sĩ quan, điều ấy là sự thật. Tôi hại ai, ai bị tôi làm hại, chưa từng ai lên tiếng. Tôi giúp ai, rất nhiều người đã cảm ơn tôi. Mika, Mida, hàng bao người khác. Vậy thì làm sao các bạn lại phán xét tôi? Tôi không ảnh hưởng đến các bạn, các bạn phán xét tôi. Phải chăng là các bạn là những kẻ ích kỷ, đang thủ dâm trong cái mớ tuyệt vọng của những kẻ thất bại? Nhìn lại mình đi, khi tôi bằng tuổi trẻ như các bạn, tôi học tập, phấn đấu trong môi trường quân đội, tôi có một gia đình đàng hoàng tử tế. Lý do gì? Vì sao các bạn lại chê tôi? Tôi hỏi các bạn câu, các bạn nói rằng là tôi là người nghiện tệ nạn, đúng không ạ? Tôi làm ăn, tôi có tiền, tôi thích và có thằng bán là tôi chơi. Các bạn có tiền, các bạn có chơi không? Đúng không? Các bạn còn ảnh hưởng đến người khác, còn ảnh hưởng đến phụ nữ. Còn tôi chơi, tôi ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Hà cứ sao các bạn lại đi nám tôi? Lại là sự ích kỷ. Tao có tiền, tao thích chơi cái gì đấy là việc của tao, không ảnh hưởng đến người khác là được. Kể cả là cờ bạc không trong lãnh thổ quốc gia là được, trên không gian mạng. Và cấm cờ bạc, tất cả các phiên livestream đều nói rất rõ ràng, nghiêm cấm mọi hành vi cờ bạc. Còn tao không chơi. Tôi cũng có con cái, cũng có gia đình, cũng có của ăn, của để dành. Đừng bắt những người giàu sống theo cách nghĩ của người nghèo. Đừng bắt những thằng thừa tiền phải đi kiếm tiền. Trên mạng xã hội Việt Nam toàn quan tòa thôi, toàn Phật sống thôi. Nhưng mà bây giờ tao có nhà, có cửa, có xe, có pháo, có sổ tiết kiệm, có con cái rồi. Sao chúng mày bắt tao sống theo cách sống của chúng mày, của những thằng nghèo, của những thằng đang đi kiếm tiền? Chúng mày bị lấn à?